Bây giờ nửa tháng 7 cả nhà, mấy hôm nay trời lạnh lắm, lạnh lạnh bệnh cảm luôn á, sổ mũi sổ dái luôn, lạnh nhất của mùa đông. Không biết là bây giờ nó lạnh là tới tháng nào, không biết cái năm ngoái nó lạnh lâu lắc luôn, nó lạnh tới tháng 10 tới 11 luôn á. Mấy cây cả nhà nhớ cái tháng 8 thì cái cây lan nhà mình nó nở nè. Ôi giời, thở hơi ra khói luôn. Cái chậu lan của nhà mình năm nay nó ra tới được 10 cái đài bông. Còn chia sẻ với mấy các bạn là nó ra khoảng 7 hay 8 bông thôi. Nhưng mà 8 bông đó nó được 10 mấy cái nụ bông rồi nè. Nhưng mà năm nay thì cũng do cũng không, đợt này không có chăm bón nhiều. Bỏ thí à. Nó ra 10 giòi, tức là sau khi mà nó lớn thì bắt đầu nó nở củ nó ra đó, nó nhảy con rồi đó. Thì nó ra được 10 cái giòi, nhưng mà cái bông á thì nó hơi ít lại, nó ngắn lại một vài bông đó, vài bữa nữa chắc khoảng tuần tới rồi gì đó nữa là nó sẽ ra bông đẹp. Cái này nó ra lâu lắm cả nhà, nó nở tới tháng 10 tháng 11 rồi đó mới dép vô đó. Còn bên này thì cái lan này vừa rồi mới đưa vô chậu, nó bị sơ xuất, nó bị héo, giờ đang dưỡng thân nó lại, bông nó rụi luôn. Đợi lần này sau đỡ cái tầm. Cái lan này nó cũng đang ra bông này. Cái lan này nó ra bông có mấy bông mà. Nhưng mà hy vọng là được Good morning. Hy vọng là được năm nay thì có mấy cái chậu lan nó đẹp. Lạnh cả nhà ơi, mùa năm nay lạnh trống trơn, đi ra ngoài nó phê. Nó lạnh, nó dúng mình, nhưng mà trùm đầu lại. Mấy cái chậu lan nhà mình năm nay nó cũng đã nở nè, ở ngoài giường nè. Nở được mấy giòi bông rồi cả nhà. Bên đây 1, 2, được 4 giòi bông. Nó còn hơi ngắn, bông này đẹp lắm á. Sáng nay đi shop khâu, mua một ít đồ ăn. Đây là bánh mì, cái kiểu bánh mì Việt Nam đó, nhưng mà ở đây là nó khác một chút, bánh mì Tiger. Một đồng mốt một ổ cả nhà. Một đồng mốt một ổ. Một hộp thịt heo xay. Ở đây người ta bán là 3 hộp như vậy là 20 đồng. Vậy thì quy ra là một đồng khoảng 7, một hộp 7 đồng. Rồi mua 2 hộp xúc xích. 2 hộp thì 12 đồng. 12 đô đó, một hộp như vậy là 6 đô. Một miếng thịt bò 15 đô. Hai miếng bự vậy nè, dày vậy nè. Cái này nó cỡ tương đương nửa ký hay một ký á. Nửa ký thịt bò 15 đô. Tổng cộng một cái một hộp, một dĩ trứng gà nữa cả nhà. 12 trứng là có, cái này là tới 8 đồng mấy mà. Trứng gà này 8 đồng mấy. Có loại dĩ thì có 4-5 đồng mà. Đầu kia nó rỉ hơn, bữa nay nó lên rồi. 8 đồng mấy thì tổng cộng mình đi chợ sáng nay là đi ra mua đồ. Một cái này nữa. Một miếng sô cô la nữa. Tổng cộng là 45 đô. 45 đô 87 sen cho 46 đô. Dạ 46 đô thì hơn một ngày đó cả nhà. Cái này dành cho ăn sáng hay là ăn ấy rồi được rồi, ăn steak, ăn barbecue hết rồi đó. Ăn cũng được buổi. Còn hai cái này thì để lại ngày mai mấy đứa nhỏ đi học rồi là chiên nó ăn thêm. Còn cái này thì để làm một số cái như là chẳng hạn như mì Ý, mì đồ đó mình ăn thì riêng, chứ không phải là ăn sáng. Cái này thừa, còn dĩ trứng gà kia cũng thừa, ăn 1-2 trứng thôi. Đó, 45 đô. Giờ là mình nướng chiên xúc xích. Mình ăn sáng như là bánh mì. Bà Nhung đang nướng khoai tây chiên hả? Khoai tây nướng hả?
của cái bột lẹ nha. Đây đây đây, lẹ cả nhà. Đi đây củ khoai tây xay ra hả? Khoai tây xong rồi luộc, xong rồi bóp luộc rồi bóp nhuyễn, rồi bỏ thêm chút bột năng vô, bỏ bột năng, bỏ vô. À, làm cục dày rồi đem nướng. Ô, ô lần đầu ha. Đây kia là nướng, nhìn đẹp không? Ăn sáng nó inside hay là outside em Diều? Outside. Outside nó lạnh teo ông luôn á. Inside đi. Vô nhà ăn. Ở ngoài nó lạnh lắm con. Bưng vô, hai tay bưng vô. Vô nhà. Ở ngoài này nó lạnh lắm. Mẹ nướng đồ ăn sáng mình đi vô. Vô nhà ăn. Ở trên ăn sausage hay là ăn khoai tây? Sausage. Rồi lấy chén nhựa ăn. Lên ghế ngồi ăn. Đói quá hả? Cẩn thận. Sausages or potatoes? Which one's better? Wow, một chén luôn. Nhâm nhâm. Con mình. I got more. I got just no meat. I don't know what it tastes like. What's this? Sausage. Is that the word? No, yeah. How about you? Take it to your shop. Not telling soft on mine. It's adult. No, everybody. Ai cũng được mà. Not for kids. Chít chít ăn được, ăn đây không? Ăn gì? Dạ, barbecue. Barbecue soft, ngon không? Barbecue thì em đi qua. Ngon, ăn không? Ở lý là biết, khoai nha. And chili sauce is for adults. Yeah, ở thử không? Yeah. But I'm not for. Put the barbecue sauce on my fork. Yeah. Thích ăn nước tương hay là cà hay là cái này á. Có hành tây nè, cà chua. Cái này ăn với là thịt nướng ngon lắm luôn. With tomato. Are you eating spicy potatoes? No. Mì lắng lắng, mì bơm đầy. What rồi cả nhà ăn sáng nè. Nhâm nhâm. Ăn khoai tây chưa? Món khoai tây chiên lần đầu ăn. Khoai tây trứng à, ăn cái này rất ngon. Đậu ớt là muốn ngon. Sweet. Nó ngon. Nó giống cái bánh gì ta? Mùi khoai tây á. Nhưng mà nó xốp xốp nó cái độ mà nó củ trứng á. À. Còn cái cả trứng. Thì nó có cái độ xốp của ăn cái trứng mà giữa khoai tây với cái trứng nó quyện vô. Ngon lắm á. Ngày bữa nay ngon. Khoai tây đem đi luộc đi. Rồi I don't need barbecue. Làm cho nó nhuyễn đúng không? Nhuyễn rồi thêm ít bột năng. Bỏ thêm một ít bột năng. Bỏ bột năng cho nó kết dính này nè. Bỏ đồ nêm với là bỏ cái trứng gia vị vô rồi bỏ thêm cái trứng đánh nha. Đánh trộn chung rồi bắt đầu cái mình
mình vào riêng mình nướng. This is a potato chip. Chẳng nhiều bà tiêm miếng thịt vào đó. Ừ. Này ớt thịt. Lạ lạ. Ừ, ra mì không? Ngon. Người đi ăn sáng rồi. Bột thơm mình nấu một son kìa. Ngon. Khoai tây rồi bên này cũng rẻ cả nha. Cà rốt khoai tây đồ rẻ. Why is it taste like sausage? Ngon không lại đâu. Cái này bằng mấy mình. It's potato. Ừ. You cut some potatoes. Vậy còn miếng thịt bò. Nghiên cứu làm miếng steak cho mấy cha con ở nhà. What did you cut? Xưa nay mình ăn bò bít tết. Đây là buổi ăn sáng ở nhà mình. Buổi tuần thỉnh thoảng không thì có ăn đồ ăn gì không ba cả nhà.